đến welcome với mọi người đang đến với cái kênh channel của Thúy Nga nha. Hôm nay thì Thúy Nga đang lang thang ở đâu đây? Hôm nay là một ngày weekend cuối tuần ở Mỹ, trời nắng rất là đẹp, thì Thúy Nga sẽ đưa mọi người đến một cái thành phố. Thành phố này ở Mỹ người ta gọi là thành phố cổ. Thì nó có một cái đặc trưng là ngay cái chỗ này là người ta hay gọi là Orange Circle. Nó có một cái vòng tròn và xung quanh là có những cái nơi mà buôn bán đồ cổ, mà đồ cổ rất là đẹp chứ quý vị. Có những cái đồ cổ xưa và cũng có những cái đồ mà người ta chắt lọc và người ta không có dùng nữa. Những cái đồ mà sưu tầm đó, người ta không dùng nữa thì người ta đem đi bán. Thì bán đi người ta mang vô cái trung tâm của thành phố cổ để người ta bán lại. Thì những cái đồ này rất là đẹp. Nó ví dụ như mà mình đi chợ trời thì là cũng có những cái đồ cổ xưa, nhưng mà là nhiều lúc nó không có đẹp. Nhưng mà ở trong này thì là toàn những cái đồ mà gọi là rất là đặc trưng và nói chung là giá nó mắc hơn. Thì ở đây là một cái thành phố cổ quý vị, nhà cửa cũng cổ và cái gì cũng cổ hết. Để giờ Nga đi một vòng cho cả nhà xem nha. Đây cả nhà ơi, Nga đang đi trên cái phố cổ thì là mới phát hiện ra những cái nhà hàng buôn bán đồ ăn đó, là họ để cái patio ở ngoài đường hết và người ta đang ngồi ở ngoài ăn. Wow, nhìn rất là vui nha, con gan. Người Mỹ thường cuối tuần là họ hay enjoy, họ đi ra ngoài đường, họ ăn uống, họ ngồi nói chuyện với bạn bè, rất là đông vui ha. Đây là cái Orange Circle nè quý vị. Đó, đây là cái nơi mà cuối tuần là những cái người mà thích đồ cổ là hay, họ hay về đây, họ đi chơi, họ ăn uống và họ đi mua chọn những cái món đồ mình thích đúng quý vị. Nơi đây là cái nơi mà Thúy Nga cũng rất là thích. Wow, những cái nhà hàng nè cả nhà ơi, patio nè, họ đưa ra ngoài hết. Tất cả các quán xá họ vẫn ngồi ngoài đường ăn, mà cái không gian như vậy thì lại rất là vui nha. Ta thấy vui nè. Đây là một cái nơi họ mới dựng cái lều lên thôi và họ chưa có chuẩn bị sẵn sàng. Chắc một vài hôm nữa là họ sẽ chuẩn bị sẵn sàng cái nơi này nè. Đó, cỏ giả nha quý vị. Wow, đây là một cái cửa hàng chuyên bán cây. Wow, có ban nhạc nữa nè, có ban nhạc, lát nữa họ sẽ chơi nhạc gì ở đây nữa nè cả nhà. Họ chơi nhạc mình thích thì mình quý họ thì mình cho họ tiền. Đó, những ban nhạc họ cuối tuần họ về đây họ đàn hát rất là vui nha quý vị. Những cái quán cà phê nè, hay là những cái nơi mà bán đồ ăn nhà hàng thì bây giờ hầu như là họ vẫn còn cái không gian ở ngoài đường. Ngày xưa thì nó cũng là không gian ngồi ngoài đường nhưng mà nó không nhiều như bây giờ. Từ ngày cái dịch Covid bây giờ quá trời người ra ngoài đường ngồi. Hi you. Đó, thấy không? Cả nhà thấy không? Ở Mỹ mà người ta thấy mình quay á là có nhiều người, người ta rất là thân thiện. Người ta sẽ giơ tay, người ta say hi với mình, rất là dễ thương và đáng yêu luôn á. Không gian này là hai con đường này là bán đồ cổ rất là nhiều và có những cái quán ăn nhà hàng bây giờ họ cũng mang ra ngoài hết trơn nè. Nga nghĩ nếu vậy thì ở đây ban đêm cũng rất là đẹp, tại vì thấy họ treo đèn là Nga biết rất là đẹp. Chút xíu nữa Nga sẽ vô Nga quay những cái đồ cổ ở đây cho cả nhà xem nha. Cổ có những món đồ dễ thương lắm mà có những món đồ cũng rất là mắc luôn á, mà Nga cũng đã từng mua nhiều cái món đồ ở đây để mà thứ nhất là một là mình cho, hai là mình để mình trưng bày trong nhà. Nga thích những món đồ ở đây bán có nhiều cái đẹp kỳ luôn. Hiện tại thì người ta có nói là Cali là dịch bùng nhất thế giới, nhưng mà Nga thấy ở ngoài đường người ta vẫn đi chơi, vẫn hưởng thụ và Nga thấy cái số người nhiễm Covid á, thì mình không biết như thế nào. Thực hư thì Nga cũng là cái người mà cũng hay đi ngoài đường nhưng mà cảm thấy sức khỏe của mình cũng vẫn an toàn, là chắc là do mình cũng biết bảo vệ sức khỏe của mình. Những cái nơi mà Nga đi ngoài không gian như thế này nè, Nga không đeo khẩu trang đâu quý vị. Chỉ cái nào mà đến cái chỗ nào mà đông người á thì Nga mới đeo thôi, chứ còn bình thường không bao giờ Nga đeo. Đi biển cũng vậy á, Nga không đeo. Cái nào mình đến cái nơi nào mà có nhiều người ngồi gần mình á thì mình mới đeo thôi. Đó cả nhà thấy không, dễ thương hết sức ha. Đó, không gian ngoài trời nè. Đó, lâu lắm mới xuống đây, không ngờ là cuối tuần ở đây lại đông vui nhộn nhịp như vậy luôn. Họ làm những cái chậu cây ha, hàng gì dạo này cây hoa bán mắc mà đắt đỏ là gì á, là người ta ngồi ngoài trời nhiều á, nên là cây hoa là bây giờ đi Home Depot đi các nơi mua hoa là không thấy đâu luôn á quý vị, mà có thì bán mắc cực kỳ luôn, tại vì giờ người ta cần cây cần chậu nhiều quá để người ta trang trí cho quán sáng của người ta.
đây là những ngôi nhà cổ đó. Xung quanh này có nhiều quán cà phê, thì là người Việt Nam mình cuối tuần cũng hay ra đây ngồi uống cà phê ăn uống lắm. Và mình hỏi là tại sao mà họ ra đây họ ngồi, họ nói là họ thích nơi này tại vì họ ngồi đây họ cảm giác họ đỡ nhớ Hồ Con Rùa ở Sài Gòn đó quý vị. Đó ha, người Mỹ xung quanh đây họ cũng đi chơi vòng vòng, họ dắt con đi nè. Thì người Việt Nam mình cũng ra đây và nói là đi ra đây để nhớ Hồ Con Rùa, thấy cũng dễ thương quá ha. Người ta trải lên bãi cỏ, người ta nằm trải cái thảm, trải khăn lên đó, rất là vui. Đây trước mặt của Nga đang đứng là có một cái cửa hàng đồ cổ nè quý vị. Ở trong này họ bán những cái gì, bây giờ mình vô mình coi trong đó có những cái gì ha. Nhiều cái gian hàng nhỏ thì giống như đây là một cái hao, một cái nhà vậy đó. Thì những người nào mà họ bán những cái món gì đó, thì là họ chuyên về cái gì đó, thì họ sẽ thuê một không gian và họ trưng cái đồ ở trong cái gian hàng của họ mà họ bán. Nên là trong này đó có mỗi phòng là của một người đó quý vị, hoặc có thể là một người họ thuê mấy cái gian hàng nhỏ để họ trưng bày họ bán luôn. Thơ mộng ha, đồ cổ hết đó quý vị. Ở nhà mê lắm, nhà hàng đi xuống đây ngắm nhìn và có những cái món đồ mình thích thì mình cũng mua đó. Quý vị thấy không, một cái đầm trắng của trẻ con đây nè, mà họ bán cái giá cũng là 65 đô đó nha. Đó. Bên này là quần áo nè. Đây là khách người ta đi mua sắm luôn nè. Bán đủ thứ. Cái đĩa gì là 15 đô à, thấy không? Ôi, một cái dĩa thủy tinh này nè. Cũng 69 đô, 99 sen đó quý vị. Mà đồ cổ đây là không hề rẻ đâu đó nha. Đây nè, một cái tô cổ gì nè. 59 đồng 99 sen luôn đó nha. Không nghĩ là đơn giản đâu đó. Một cái tượng như vậy nè, 45 đồng đó quý vị. Vậy thấy không? Một cái áo cho trẻ con nè. Rất là đơn giản, có họ bán bao nhiêu? 10 đô la. Một cái thiên thần, tượng thiên thần nhỏ nhỏ so cute 46 đô. Thiên thần đang đứng có cánh bay nè quý vị. 65 đô luôn nha. Quá trời. Đây lại là một gian hàng khác nha quý vị. Đó. Có những cái sợi dây xích ngày xưa gì đó, họ cũng bán luôn nha, để nghe coi thử. Wow, sợi dây xích như vậy đó, 25 đô đó quý vị. 26 đô đó. Lá bài cũ xưa này. Quần áo nè. Đây, cái gian hàng này cũng là đồ xưa cổ luôn quý vị. Trời ơi, những cái chân đèn như này để đèn cầy nè quý vị. Cũng 35 đô. Cái bình cổ này 150 đô nha. Wow. Coi cái ghế da cổ này họ bán bao nhiêu. Wow, cái ghế da cổ này 675 đô luôn. Giá rất là mắc nha, chứ không hề rẻ nha quý vị. Cái hoa này nghe thích lắm nè. Xinh ơi xinh luôn. Trời ơi, cái bồn gỗ này nè cũng 325 đô luôn.
Wow, sao mắc dữ vậy ta? Mắc quá cả nhà ơi. Bon. Đây chúng ta lại kế tiếp một gian hàng khác nha. Gian hàng này thì chuyên về đèn cổ nhiều. Một cái cánh cửa cũ bỏ đi á cũng 98 đô luôn đó. Rồi những cái đèn chùm nè. Nha coi thử cái đèn chùm này giá nhiêu nha. Wow, cái đèn chùm này cũng 395 đô đó quý vị. Cái này là đồ cổ thật sự đó, đồ lâu năm á, nó có giá trị nên mới bán mắc như vậy á. Rồi. Cái hộp này gọi là cái gì đây ta? Không biết cái này là cái gì, cái tủ gì đây mình không rành. Có nhiều gian hàng đó họ thuê, họ chỉ trưng bày đơn giản vậy thôi đó quý vị. Ở trong này họ bán những cái đồ thuốc men hay cái gì đây nè. Quá trời luôn. Nói chung nguyên cái thành phố này chắc quay mấy ngày không hết luôn. Nhiều lắm quý vị ơi. Đồ viên tẹp không? Những cái áo đầm cổ ngày xưa nè. Những cái không gian này mình mượn để mình chụp hình cũng đẹp lắm nha. Nếu mà chụp hình fashion thời trang cũng là rất là đẹp. Vô đây đứng tạo dáng chụp hình cũng là đẹp lắm quý vị. Mà quan trọng là không biết người ta có cho mình đứng hay không thôi. Cái đồ đây nó cổ xưa mà nó ma mị lắm quý vị ơi. Cũng thích những cái này để muốn chết đó. Thích nên mình mới biết mình mới đi đó. Đây là những cái cân nè quý vị. Trời ơi cái muỗng bạc nè quý vị, 78 đô luôn đó. Ôi cái ấm trà bằng bạc này quý vị biết bao nhiêu, 789 đô ấm trà bằng bạc đó. Đẹp ghê nơi luôn đó. Cái này để bơi bánh mì nè. Trời ơi một set đồ này của nó nè còn 24 đô hả? Bình thường của nó là bao nhiêu đây? Áo quần cổ, cái đồ mặc chắc. Cứ mỗi người là họ thuê một gian hàng như vậy họ bán cái gì? Trong này là nhiều chủ lắm. Chứ họ quán xuyến không hết nổi chỗ này đâu. Cái khu canh. Mới đi có một cái cửa hàng thôi mà đã muốn xỉu rồi. Cái nơi nào cổ mà nó thơ mộng chút có thì nha đi vô. Đó, đây là cái nhà mình thấy không? Người ta trưng bày hết những cái đồ xưa như vậy đó. Người ta bán quá trời đồ luôn. Trời ơi. Bây giờ là quay bắt đầu mới vô mà thấy là một cái căn nhà bán đồ cổ này không là mình đã thấy quay hổng xuể rồi đó. Quá trời đồ ở trong này luôn quý vị. Quá trời đẹp luôn, cái gì thấy không? Trời ơi, trong này mà quay MV bài hát hay là chụp hình gì cũng đẹp nha. Với cái không gian này nó nhỏ, mình quay chỉ cần một cái máy quay thôi. Những cái bài hát nào mà nó hợp với những cái khu như vậy nè, Nga nghĩ là làm MV rất là ok. Đây là cái không gian tiếp theo nha. Đó. Nó thích vô những cái không gian như vậy nè. Nó trẻ trung mà nó lãng mạn dễ thương. Đây là một cái tấm bảng gỗ này nè. Mình để ngay trước sân nhà mình đó. Đó có 18 đồng. Cái này là theo một cái phong cách vintage mà dễ thương đó quý vị. Tất cả đều có cái hoa hồng. Và những cái ghế như vậy nè, nó cũng có hoa hồng ha. Rồi những cái bình chai, lọ, đèn hay những cái đồ vật mà treo trong phòng, nó cũng là nó thiết kế màu trắng và nó có hoa hồng. Cái họa tiết nó rất là nhẹ nhàng dễ thương. Đẹp quá. Xinh xắn luôn. So cute không? Tủ nè. Tôi nhìn như này. Cái đồ này bán không có rẻ đâu nha quý vị. Không, một cái bình trà như vậy 95 đô đó quý vị. Đẹp không? Ôi. Dễ thương quá à.
thiệp nè, thiệp mà cũng kiểu ngày xưa luôn nha quý vị, thiệp này in theo kiểu ngày xưa mà họ vẫn còn để bán nè. Đang nơi lãng mạn ra có nguyên cháo đen hết hồn hết vía luôn. Là vô đây nó rộng quá cả nhà ơi, ra đây không hết. Chắc là chỉ quay một chút này thôi, rồi mình sẽ đi qua một cái gian hàng khác. Nga sẽ quay tiếp tục cho cả nhà xem. Đó. Quá trời đồ. Có những cái áo cũ như vậy mà họ cũng bán nha quý vị. Cái áo này không hề rẻ nha quý vị. Cái áo này là 135 đô đó quý vị. Rất là mắc chứ không có đơn giản đâu. Đồ này chắc đồ hồ. Không thấy hiệu gì, không thấy lem gì mà chỉ biết là cái áo đầm này á là 135 đô đó nha. Đây là một cái khăn thôi, cái khăn này thì là 38 đô. Đẹp ghê ha. Đó, những cái quầy này là tính tiền luôn quý vị. Đây là một cái cửa hàng đồ cổ mà những cái đồ vintage ở đây rất là mắc nha quý vị. Trước mắt vô nha, cho cả nhà coi cái những đó, hay cái tủ kệ chưa, cái tủ này cho coi cái giá nè, thấy chưa, 2.495 đô luôn nha quý vị. Rồi đây là một cái tủ trưng bày nha, tủ trưng bày này để coi giá nha. Ủa, 4.300 ấy quý lộn, 3.895 đô cái tủ này nha quý vị. Thấy không, ta nói là đồ trong này mắc lắm luôn á quý vị ơi. Những cái tủ kệ bàn ở trong này đây, những món đồ mắc cực kỳ luôn. Đây, thấy không, cái tủ này nè là 1.895 đô nha quý vị, mà rất là đẹp. Đây là giá trị đồ cổ đích thực luôn quý vị, rất là mắc, giá rất là cao. Và những gian hàng này họ thuê ở ngay ngoài mặt đường rất là sang, nên là giá nó hơi mắc. Tại vì cái tiền rent thuê ở đây nó cũng đã quá mắc rồi. Ôi cái đèn này nè quý vị, 595 đô đó nha quý vị. Đẹp không? Có cái đèn con phụ con là bao nhiêu đây? 675 đô nha, 675 đô. Ôi cái đèn này còn đẹp nhất đầu nữa nè, không thấy cái giá đâu hết, không biết cái giá nằm ở đâu luôn. Có những cái đèn rất đẹp quý vị ha, đẹp lắm luôn á. Nè, một cái set tô dĩa như vậy đó, tất cả mọi thứ ở đây là 595 đô nha quý vị. Đó, nguyên một cái set đó, tô dĩa bình rồi đó, đây là đó, nguyên mấy món rồi đó. Nó mà đồ cổ đích thực có giá rất là cao, không hề rẻ chút nào. Đẹp, 145 đô cái bình này. Wow. Ủa cái tủ này đẹp quá là cả nhà. Coi cái tủ kệ này giá bao nhiêu nha. À có người mua rồi quý vị ơi, show rồi. Có người đã mua xong rồi. Trời cái tủ này quá đẹp luôn quý vị ơi. Ôi cái này mua làm mà tủ thờ cũng được đó quý vị. Nga hay giới thiệu những người mà muốn mua tủ thờ kệ để thờ, trưng bày bằng thờ, Nga hay chỉ họ lên đây lắm. Tại vì trên đây có nhiều cái tủ rất là đẹp, mà là tủ cổ nữa, mặc dù nó cũng mắc 1.000 mấy hay là 500-700, nhưng mà nó rất là đẹp. Khi để mà mình trang trí bàn thờ, mình mua những cái tủ này về mình làm, ví dụ như cái tủ mới nãy mà Nga vừa thấy mà nó đã show out, có người mua rồi đó, cái tủ đó rất là đẹp, có thể trưng bày để thờ cũng rất là ok luôn. But it missed the eye. It hit her like right here, and it missed her eye. Cái đèn như vậy là 575 đô như cả nhà. Sạc đèn này là khoảng 1.000 đô. Ở đây chuyên về đèn nhiều, đèn trao, đèn các kiểu. Nói chung là thấy đèn nào cũng đẹp luôn. Cái tủ này đang bán nè, sale.
sale rồi nè. Giá bình thường của nó là 3.695 đô, bây giờ sale là còn 2.895 đô nha, sale được 1.000. Mình vừa vào một cái cửa hàng đồ cổ mà giá là chóng mặt luôn, quý vị thấy không? Thật ra cái cửa đồ cổ này ra đi nhiều lắm, chắc cũng nhiều bạn bè anh chị từ Việt Nam qua đây đi mua sắm nên là nghe rành lắm, chỗ nào không biết. Ở trong đây thì những cái đồ lặt vặt nhỏ chút xíu tùm lum á, nói chung là nhiều đồ dữ lắm. Nơi này thì nhiều gian hàng lắm, những gian hàng trong này coi là nhức đầu luôn. Giờ để nha, đi một vòng xuống cái lầu cho cả nhà coi nha. Người ta đi mua sắm đông đường đường vậy luôn đó, người ta đi dữ lắm quý vị ơi. Ngoài trời đông luôn, trần trang dụng tóc xanh ra trừ trần trang có dụng tóc đỏ vô mua con baby nào hoàn ngoài. Cô gái đó đã ôm con baby đó rồi, đã mua rồi đó nha quý vị. Họ đã mua con baby đó rồi. Thấy cái bà này bà nói không, cái miệng nó mở mở coi bói đó quý vị, bỏ tiền vô cái nó in tờ giấy ra là coi bói nha quý vị. Người Mỹ họ cũng có coi bói nhưng mà họ không có tin nhiều như người châu Á mình đâu. Họ cũng bỏ tiền vô một cái máy xong rồi bấm ra xong rồi có cái coi bói, nhưng mà cũng chỉ hết có $1 thôi quý vị. Ở Việt Nam có những người mà đi coi bói tốn cả mấy trăm ngàn mấy triệu bạc luôn mà cuộc đời cũng không đi về đâu cả. Nga ghét coi bói lắm. Nàng đi thấy cái nhân vật mặc áo đầm đẹp quá, quay lên cái mặt hóa ra nguyên con sói luôn, hết hồn. Đây là gian hàng bán đồ cổ mà đang bị đóng cửa. Đây là một gian hàng bán tất cả đồ cổ mà trong đó có cả trang sức. Thấy cửa hàng nào cũng đông người mua sắm hết trơn, nhộn nhịp như chợ Tết luôn, quá trời. Ở đây là những cái mặt hàng phong thủy đó quý vị, đá thạch thanh rồi đồ trang sức rồi đó. Cái đá phong thủy đó đây rất là nhiều. Cái này cũng không phải đồ cũ nha, cái này là đồ mới. Nói chung ở đây có những cái mới cũ họ trà trộn vô hết. Đây là những bộ trang sức rất là ấn tượng. Nhà thiết kế áo dài vậy hùng mà vô đây là cũng mê lắm cái gì đó. Đồ ở đây nó ấn tượng lắm. Nhưng mà cũng không phải là rẻ nha, cũng không phải là mắc. Nhưng mà đồ rất là đẹp, ấn tượng. Thường mà chơi đồ cổ là mỗi người có một gu. Có người thì thích những cái đồ trưng bày, có người thì thích quần áo cũ, và có người thì thích tô chén muỗng đĩa cũ, có người thích tranh ảnh cũ, có người thì thích bàn ghế cũ. Mỗi người phải có một cái sở trường, và có người thích những cái hộp quẹt zip bô cũ hay đại loại thì họ sẽ đến họ chọn đúng cái món đồ của mình. Chứ còn thực ra đồ cổ mà họ trưng bày cái này thật sự vô là mình không biết chọn cái gì luôn quý vị. Mình phải biết là mình có cái sở thích gì thì mình mới vô mình chọn một cái món của mình thích được. Mình đi tìm, mình nhắm đúng cái món đồ của mình thích. Chứ còn đồ cổ mà nó đại trà lắm, cái gì cũng có, thượng vàng hạ cám, vô coi là nhức con mắt luôn, không biết là mình sẽ chọn cái gì. Và đồ cổ cũng có nhiều cái món rất là bất chợt, mình không có dự tính là mua, nhưng vô mình thích, cái tự nhiên rồi mình thấy cái món đồ đó mình thích rồi mình mua thôi. Chứ mình cũng không có chủ đích. Có nhiều người đi cũng không có chủ đích là mua cái gì, cứ đi chơi thôi, thích cái gì thì mua đó. Và có những người như quý vị, họ sưu tầm đồ cổ, họ sưu tầm đồ cổ không phải là để họ trưng bày mà họ kinh doanh luôn quý vị. Họ mua cái món đó họ thấy rẻ và họ về họ bán cái giá gấp lên mấy lần. Nếu mà đúng cái đối tượng khách họ thích thì là họ sẽ bán được cái giá rất là cao và giá rất khủng nữa. Nên bởi vì đồ cổ là nó vô giá, nó muốn nói nhiều nói à, tùy theo đối tượng họ thích. Họ thích thì bao nhiêu họ cũng mua, mà họ không thích thì cho họ cũng lấy. Nói chung đồ cổ là nó vậy đó. Quá khổ.
xưa nha quý vị. Đó, mỗi cái cửa hàng nó có một đặc trưng riêng. Cái gian hàng này họ chuyên bán những cái tay cầm khóa đồ, những cái đồ mà đồ điện ở trong nhà đó quý vị, mà đồ xưa đó. Đó mà nhiều người họ cũng thích vào đây họ mua đó quý vị ơi. Tất cả là khóa, tay cầm, tay nắm các kiểu luôn, rất là đa dạng luôn nha. Đi ra cái phố cổ này á, các gian hàng mình đi cả ngày không hết đâu quý vị, nhiều lắm, không đếm xuể luôn. Đồ cổ không đâu quý vị. Nhiều cửa hàng, nhiều gian hàng lắm, mỗi nơi nha. Chị đi được một chút chút vậy cho cả nhà coi để biết là cái chỗ phố cổ ở Mỹ thì nó như thế nào không nha quý vị. Quá trời luôn, đi không nổi luôn, mới đi có 4-5 cái cửa hàng mà muốn rã rời đôi chân luôn rồi. Trời, bức tượng này 800 đô đó quý vị, bằng gỗ đó. Cái đèn cổ này đây khoảng khá là nhiều nha. Wow, giá cũng 500 đô. Bàn ghế xưa này. Giờ này không có đồ gì đẹp nhiều, hồi xưa đồ đẹp nhiều lắm. Chắc họ cũng mua hết hoặc họ bán hết rồi. Con ngựa nhỏ xíu gì nè mà 189 đô nha quý vị, không hề rẻ luôn. Coi đây, cái đèn này là 795 đô. Wow, hộp bên soi 200 đô nè quý vị. Cái này đồ, này đồ chắc của tàu ngày xưa. Còn một cái ghế này bán bao nhiêu nha? Trời ơi, một cái ghế gì 2.400 đó quý vị. Một cái ghế cổ gì thôi là 2.400 đó, đúng không chứ. Coi một cái tủ này bao nhiêu nha. 2.000. Một cái tủ này cũng 2.000 đô đó quý vị. Giá rất là cao, không đơn giản. Rồi, không biết cái này là cái gì đây. Cái kệ sắt này đó mà 1.000 đô là sao trời ơi. Gì mắc vậy trời. Một cái khung sắt vậy thôi mà 1.000 đô là sao. Phải không, không biết. Để coi là coi. À, 350 đô. À, Nga đang đi ngang qua những cái ngôi nhà cổ ở xung quanh đây nha quý vị. Đây là những ngôi nhà cổ ngay thành phố cổ nè. Ngôi nhà này mình để thuê ở rất là mắc. Ví dụ một cái nhà bình thường mình có thể thuê từ 3.000 đô. Nhưng mà những căn nhà ở đây mà mình thuê á, giá nó có thể dao động từ 6-7.000 đô một căn đó quý vị. Cái gì mà giá trị cổ đích thực đó, nó cũng rất là mắc ha. Bởi vì là ai mà lấy người đàn bà cổ nghe nghĩ cũng rất là có giá trị. Giá mà ở đây thì rất là mắc, mắc chịu không nổi luôn. Giống như là mình ở biển vậy đó. Ở đây cái gì mà ở biển, trên núi với lại đồ cổ là cái gì cũng mắc hết á. Trước mặt Nga là những cái ngôi nhà cổ đây quý vị. Ôi, cái ngôi nhà này thuê một căn nhà này, ví dụ như mình đến đây mà mình chọn nơi này để sinh sống thì những căn nhà này rất là mắc tiền luôn. Nó tầm đó khoảng 6-7.000 đô một căn để được thưởng thức cái nơi mà khu ở cổ kính như vậy đó. Đẹp lắm quý vị ơi, họ trồng xương rồng các kiểu. Mới nãy là cái khu phố bên kia là một cái trung tâm sầm uất đúng không? Quẹo qua đây là nguyên một cái dãy nhà cổ kính. Trước họ có một cái bờ to rất là đẹp. Đây thì chỉ có những người nào họ thích xưa cổ họ mới ở đó, họ làm những cái đèn xưa xưa cổ cổ. Những cái nhà ở đây á,
giàu mới ở thôi, những người giàu có họ mới ở đây. Bây giờ đi bộ vòng vòng cũng mệt lắm rồi. Chỉ quay một số căn tượng trưng cho cả nhà xem thôi. Đó, đây là cái thành phố cổ, những ngôi nhà cổ xưa đó nha quý vị. Những ngôi nhà này thì rất là to rộng, như một cái nhà biệt thự to lớn luôn. Đây là những ngôi nhà nhỏ hơn. Nhà to không có gì hơn. Nhà này nó nghĩ phải 6-7 cái phòng ngủ ở trong. Đơn giản lắm. Cuối tuần những người phụ nữ tụ tập này luôn, những cái con trẻ con mua những cái cây trồng, cây xanh rừng. Đi một vòng phố cổ đã mệt rồi, thì bây giờ Nga sẽ ghé vào một cái cửa hàng mà gọi là pizza fresh nha quý vị, là pizza tươi đó, ăn rất là ngon luôn, à, họ làm ngay tại chỗ cho mình. Mới vừa vào cửa hàng thì thấy cái số lượng người đang đứng ghét lại rất là đông nha. Can we do red sauce for both of them? Yeah, please. And then can we get minced garlic and onions in both of them as well? Yeah. Thanks. Nó ra một cái bánh tươi luôn nha cả nhà. Yeah, mozzarella on both of them as well as the pepperoni mozzarella. Mới bỏ theo yêu cầu của mình thích ăn cái gì thì bỏ lên. Để tăng thêm cái tính hấp dẫn của cái pizza này thì chúng ta sẽ rắc lên một ít ớt bột nha cả nhà. Một ít chi bột vào đây. Wow. Luôn. Trời ơi, xuất sắc quá cả nhà ơi. Không biết làm sao mà nói cho hết. Miếng pizza vừa nướng ra lò, nóng hổi vừa thổi vừa ăn. Tuyệt vời cả nhà ơi. Nga rất thích cái pizza ở đây, tại biết sao không? Nó vừa mỏng, cái bột nó không có nhiều nên mình ăn mình sẽ không bị mập. Thường á, pizza là Nga chỉ ăn được một miếng thì thôi, nhưng mà riêng đối với pizza là fresh ở đây là Nga sẽ ăn được một lúc đến 2 miếng lận, tại nó mỏng ten à, nó ăn rất là ngon quý vị. Đi dạo một phần phố cổ, mình không mua được món gì hết, nhưng bù lại mình ăn được một phần pizza như thế này lại rất là ngon, mà chỉ có giá 10 đồng thôi, lại có thêm một cái ly cúc nữa. Hôm nay cho phép uống nước ngọt, bình thường nha không uống nước ngọt đâu quý vị, rất là ngon luôn.
Nếu mà ai có dịp mà tới cái phố cổ hay chỗ Orange Cycle đó thì nhớ ghé cái quán pizza Fred này nha. Nãy giờ thật sự nghe đi vòng vòng mà cũng lạc luôn, tìm hoài không ra cái quán pizza luôn. Đến khi mình chuẩn bị về thì mình lại thấy cái nhà hàng này mừng quá, tấp vô ăn liền luôn, rất là ngon. Cái bánh nó làm mỏng tan, cái nó không có dày như là ở trong quán cô, mỏng lắm mà nướng giòn nữa. Cả nhà ơi, coi như ngày hôm nay weekend cuối tuần là Nga đã có một cái buổi exercise rất là thành công, đi vòng vòng phố cổ từ trưa tới chiều tới giờ luôn đó. Đi một vòng để quay YouTube thôi mà đi hết tới buổi chiều luôn. Nói chung là exercise thành công, quay thành công, nhưng mà ăn kiêng không có thành công quý vị. Thôi em tạm biệt cả nhà nha, chào cả nhà. Và cả nhà khi mà coi kênh YouTube của Thúy Nga thì nhớ nhấn chuông theo dõi và nhớ comment bình luận loạn xà ngầu lên nha. Xe đồ các kiểu đồ này giúp cho Thúy Nga nha. Thúy Nga bye cả nhà nha.